Vợ chú đi bán ngày có năm bảy tám chục tờ giấy số à, là lời có 70.000 à. Chú đây á, thì không biết chữ và cũng không biết tính toán, cũng không biết xài tiền nữa, quý cô chú anh chị. À, hỏi chú thì chú nói vợ chú ngày 500-600.000 mà nhà như thế nè quý cô chú anh chị. À, cái gì mà 500-600 cô chú anh chị thông cảm nha, thì cũng cũng có quý cô bác gần xóm cũng như chia sẻ hoàn cảnh của chú thật là khó khăn. Chú không biết chữ và cũng không biết tính toán tiền bạc. Dạ Hùng Cao mến chào quý cô chú anh chị. Thì Hùng Cao chạy ngang á, cô chú anh chị thì thấy chú đang đẩy xe để mà đi lượm ve chai đó, nhặt ve chai đó quý cô chú anh chị. Thấy người của chú á, thì chiều cao lại khiêm tốn quý cô chú anh chị ha. Thì không biết hoàn cảnh của chú như thế nào, thì giờ Hùng Cao muốn đến nhà của chú để mà ghi lại cái hoàn cảnh của chú quý cô chú anh chị. Để coi xem hoàn cảnh của chú có khó khăn á, thì để Hùng Cao quay ghi hình để mà chia sẻ lại cái hoàn cảnh ha. Thì giờ Hùng Cao sẽ mời quý cô chú anh chị cùng tham khảo ha. Chú ơi, chú cho con xin kẹp cái mic con hỏi chút ha. Chú tên gì ha? Dở Dân Học. Chú năm nay nhiêu tuổi chú? 56 rồi. Chú đi nhặt ve chai hả? Dạ. Ở sáng giờ chú nhặt không có hả chú? Không có đâu. Giờ chú dẫn con vô nhà để mà con cùng trò chuyện với gia đình chú luôn hen. Dạ. Giờ chú có con chưa? Được hai đứa. Dạ chú đi tới luôn hen. Một đứa 9 tuổi, một đứa 6 tuổi. Dạ chú đi tới luôn. Rồi có bà xã chú làm nghề gì? Bán vé số chứ gì à. Dạ bán vé số hen. Gia đình mình cuộc sống sao chú hen? Cũng khó khăn lắm. Dạ. Rồi chú hàng ngày lại đi lượm ve chai, nhặt ve chai như thế đó chú ha. Dạ. Dạ. Rồi vợ chú bán vé số ngày được bao nhiêu? Được nhầm khi 50, nhầm khi 80. Đủ trang trải cuộc sống không chú? Không đủ đâu. Dạ, rồi mình chỉ đủ mình đủ ăn đủ mặc hả chú ha? Dạ. Dạ. Giờ rồi đủ con đi học quá không đủ nữa. Dạ, đây là nhà chú hả? Dạ, nhà dạ. Chú. Rồi ngày gì đó chú nhặt được bao nhiêu tiền? Rồi nhầm khi không được nửa xe, nhầm khi được nửa xe. Dạ. Yeah. Rồi con bóp lại. Dạ. Yeah. Thì nửa tháng yeah. Bán lần. Dạ. Yeah. Thì khi chiều cao khiêm tốn của chú thì và thân hình của chú lại nhỏ con nữa quý cô chú anh chị, thì chiếc xe nhỏ, xe đẩy của chú để mà đi nhặt cái chai thường ngày cũng nhỏ theo luôn quý cô chú anh chị. Thì bây giờ Hùng Cao mời quý chú anh chị và quý khán giả hãy theo chân Hùng Cao để mà vô nhà để cùng trò chuyện ha. Dạ thì giờ Hùng Cao mời quý chú anh chị cùng Hùng Cao vào nhà để cùng trò chuyện với gia đình. Thì giờ có ba cha con ở nhà. Con chào gia đình chú hen. Dạ. Dạ. Thì đây là hai đứa con của chú hen. Dạ hai đứa con nhỏ là thứ hai. Mẹ thứ ba Út nè. Dạ. Con có thể cho con cầm giùm chú đi. Con cho chú ông bà của chú được biết á. Con tên gì hen? Dạ con tên Võ Thị Phương Nghi. Con bao nhiêu tuổi rồi? Con 9 tuổi à. Con 9 tuổi, con học lớp mấy rồi con ha? Mới được có học lớp 2 à. Con học lớp 2 hả? Dạ. Rồi em con tên gì? Em con tên Nam. Năm nay nhiêu tuổi? 6 tuổi. Em con học lớp mấy? Lớp 1. Rồi con học giỏi không? Dạ giỏi. Con biết hát không? Biết thì nhưng mà ở trường mới biết. Ở nhà con không nhớ hả? Ở nhà con nhớ bài lớp 2 thì nhưng lâu lâu mới con hát một lần. Đâu bây giờ con sẵn đây nè, con hát cho ông bà cô chú nghe và cho chú nghe luôn được không? Dạ. Đâu rồi con hát đi. Cùng nhau múa xung quanh vòng, cùng nhau múa cùng vui, cùng nhau múa xung quanh vòng vui, cùng nhau múa đều, bắt tay nhau nắm tay nhau vui, cùng vui múa ca, nắm tay nhau bắt tay nhau vui, cùng vui múa đều. Dĩa yeah, ha. Wow hay quá con gái. Rồi mẹ con đi bán vé số hả? Dạ. Rồi mẹ có đi chợ mua đồ ăn cho con ăn sáng chưa? Dạ mua rồi. Mua rồi hả? Con ăn cơm với gì? Cơm với hột vịt. Ơi sao vậy? Mua đồ ăn mà ăn cơm với hột vịt hả con?
Tại sao vậy con? Mẹ mua hột vịt không một chủ. À, con ăn hột vịt hả? Con có đòi hỏi với mẹ là mua thịt mua gì không? Dạ không. Có gì con ăn đó hả? Dạ. Bé dễ thương quá chú anh chị. Thì gia đình, hoàn cảnh của gia đình chú với chị á, chú với cô á thì khó khăn, nhưng mà được hai đứa con không có đòi hỏi với chú anh chị. Có gì ăn nấy. Đi học rồi mẹ với ba cho con ngày nhiêu? Dạ 10.000. 10.000 hả con? Rồi con vô chổng ăn cái gì nè? Dạ con mua bánh ăn không à. Con có để dành tiền ống heo không? Dạ con để dành. Con đi học con ăn bao nhiêu, con dành bao nhiêu? Con đi học ăn dư thì con để vô. Vậy đó ha. Bây giờ con có thể lấy cái tập viết của con á cho chú xem được không? Cho chú. Rồi con đi lấy đi hen. Chú ơi. Gia đình mình á, cuộc sống hiện tại như thế nào chú? Khó ăn. Rồi mình phải báo cho số, mưa quá báo không được. Rồi mình phải có hạn ly bán không còn được chút ít để mua bánh, mua gạo ăn đó. Rồi tôi thì làm ghe trai phụ vợ, tiền điện tiền nước. Rồi con bệnh con đau cũng vé số với làm ghe trai phụ vô. Rồi nếu mà thu nhập của hai vợ chồng chú á, thì một ngày được tầm khoảng bao nhiêu tiền ha? Rồi nhầm khi lượm được nhiều đó được 200, nhầm khi 150. Rồi vợ thì bở 500-600 vậy đó. Là sao chú ha? Bở 600-700 ngàn á. Là bao, số là bao nhiêu? Một ngày hay là một tuần? Một ngày á. Một ngày 500-600 ngàn. Chú có nói lộn không nghe? 50-60 ngàn phải không? Vợ chú đi bán ngày có 70-80 tờ giấy số à. Là lời có 70-80 ngàn à. Chú đây thì không biết chữ và cũng không biết tính toán, cũng không biết xài tiền nữa quý cô chú anh chị. Hỏi chú thì chú nói vợ chú ngày 50-60 ngàn mà nhà như thế nào quý cô chú anh chị. Chú anh chị thông cảm nha. Thì cũng cũng có quý cô bác gần xóm cũng như chia sẻ hoàn cảnh của chú thật là khó khăn. Chú không biết chữ và cũng không biết tính toán tiền bạc đó. Thì chú cũng được cái may là được gặp được một cô vợ cũng khá là xinh đẹp và được hai đứa con dễ thương. Đây thì hai đứa con của chú đây. Là chú chia sẻ là một ngày chú lượm ve chai tầm khoảng 20-30 ngàn, còn chị, còn vợ chú thì một ngày tầm khoảng 60-70 ngàn, cũng như là một ngày hai vợ chồng gom góp lại cũng được 100 ngàn chi phí gia đình đó. Thì giờ đây là con gái của chú nè, để Hùng Cao sẽ cho quý chú anh chị được xem coi như là bé có học được giỏi không nè quý chú anh chị ha. Đâu con cho chú coi chữ đẹp không nè. Chữ cũng đẹp quá đó. Con gái học cũng giỏi lắm nè. Chữ cũng đẹp nè. Con có được khen thưởng không? Có. Giấy khen con có không? Wow, con gái học giỏi được giấy khen luôn hen. Này năm lớp mấy của con? Được giấy khen luôn nè quý chú anh chị. Con gái học giỏi quá. Sao con nói làm sao? Hả? Con nói như sao? Hả? Cái này là cái gì của con? Chị này là chị gì? Chị Hai. Chị Hai con hen. Rồi con học giỏi không? Hả? Giỏi hả? Rồi con biết hát không? Con biết hát không? Đâu con hát cho ông bà cô chú nghe coi. Hát đi. Con đi học đó con. Đâu con hát rồi. Cháu không chú bù đời. Nhà lúc anh đào hoa chung cháu ở nhà con và cho tiếng hết ba đình cho bà xanh với ta hết rồi. Bé này cô chú anh chị có cái quả đậu hoặc là
thật là kỳ lạ luôn quý chú anh chị. Hôm qua mới nhìn ra luôn nè, đâu còn rảnh sáng chút hen. Đây của chú anh chị, đâu còn quay ngang coi, quay ngang lại đó. Cái ở trước chán của chú anh chị à, tròn do mà lại to. Còn ở đây thì hót vô quý của chú anh chị. Cái này cũng hơi lạ ha quý của chú anh chị nha. À, cậu bé này có cái quả đầu quá đã ha. À, cái chán này nè thì nhô ra rất là to quý của chú anh chị. Rồi à, phần này thì hót vô quý của chú anh chị ơi. Đó. Ờ. Ờ, em chào chị nha. À, đi bán mới về hả chị? Đi bán mới về. À, mình sáng giờ mình bán được nhiêu chị hen? Bán được ít còn nhiêu đây nè. À, bữa nay mình lãnh bao nhiêu vé mà mình bán còn nhiều quá vậy? Đơn 100 tờ. Lãnh 100 tờ? Dạ, lãnh 100 tờ. Rồi sáng giờ mình bán còn nhiêu đó hả? Còn nhiêu. Còn nhiều quá vậy? Còn nhiều. À, bữa nay bán ế. Vậy đó ha. Dạ. Nhầm bữa bán hết, nhầm bữa không hết, ôm. Dạ, ôm luôn hả? Ôm. Tại vì... người ta đâu có cho mình. Dạ, cả. Hiện tại giờ không có cho trả vé số. Dạ. 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 Lãnh có 100 tờ, được lại được 100 ngàn. Rồi chị nhắm, ví dụ như từ đây tới trưa, chị bán hết không? Từ đây ba tới chiều á, bán hết. Từ đây tới chiều bán hết. Bán hết, rồi tới giờ này chưa hết đâu. Dạ. Còn... rồi hiện tại giờ á... cuộc sống của gia đình cô với chú đây như thế nào á? Cuộc sống khó khăn. Cô ba ổng đâu có biết tiền đâu. À. Ổng đâu biết tiền đâu, chứ có tôi biết. À, chú đứng là chú đứng gần bà xã hay? Ổng à. Không có biết tiền đâu, có tôi biết mình. Dạ. Bán ngày được 100 tờ, 100 ngàn. Con đi học. Dạ. Buổi sáng là hai đứa nó đâu có ăn sáng đâu, đi đây là ăn cơm nhà đi. Rồi hồi sáng thì mình không mua đồ ăn để cho hai đứa bé học dịch hả chị? Không có đồ ăn chưa. À, chị năm nay ba mấy? Ba chín. Ba chín, chị tên gì? Là Thi. À, tại vì quý cô chú anh chị, à, chị thì lớn hơn em vài tuổi thì em thấy trẻ, em xin chị. Còn chú thì lớn tuổi nên em xin chú. Giờ em cũng biết xưng hô như thế nào nữa, cũng như là cái duyên nợ của cũng như anh chị đi ha. À, duyên nợ của anh chị á, khá là đẹp, tình duyên khá là đẹp đến với nhau với quý của chú anh chị đó. Thì tuy gần người của chú thì hơi nhỏ con, nhưng mà cũng được bù lại cô vợ cũng khá là dễ thương đó, thì cũng được nói chung cũng được hai đứa con khá là dễ thương đó quý chú anh chị. Học thì rất là giỏi. À, thì cuộc sống gia đình của anh với chị đây á, thì quý cô bác cũng gần sớm cũng chia sẻ là hoàn cảnh rất khó khăn đó, cũng như là đi chú thì đi lụm và chạy thường ngày, còn chị thì đi bán vé số để mà lo toan trong cuộc sống gia đình. Thì anh với chị có thể mà chia sẻ được cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng gặp nhau không? Có. Tại vì hai cha mẹ hai bên đặt. À, cha mẹ hai bên đặt vô ha. Rồi chị có khi nào từ chối không? Có chê chú nhỏ con rồi không thương không? Dạ không. Không chê mới được hai đứa con. À, vậy là cũng chấp nhận luôn ha. Dạ, chấp nhận. Yêu thương nhau dữ không chú hen? Anh hen. Dạ, chồng đã thương rồi. À, vậy đó hả? Rồi đêm đêm về á, hai vợ chồng ngủ á, rồi có tâm sự không? Có. Cũng có. Tâm sự như thế nào, có thể chia sẻ không nè? Giống như tâm sự về cuộc sống, giống như là anh ơi hay là em ơi gì đó, mình có suy nghĩ ra được cái cách nào mà để cho cuộc sống này, cho cuộc sống của anh với chị thay đổi không? Có. À, có muốn giống như là anh với chị có suy nghĩ là muốn đổi nghề lại để mà mình làm nghề khác, hay là mình buôn bán cái gì khác để mà bươn chải lên cuộc sống không? Có, mà mình không có khả năng. À, anh với chị tâm sự như thế nào, có thể chia sẻ cho quý cô bác được biết không á? Muốn cho ông đi mà có ấy, muốn cho ông đi trị bệnh, rồi cái mình muốn có tiền thì mình
đi buôn bán sống hàng ngày vậy đó. À, anh bệnh gì hả? Bệnh khớp với cái gì? Tim. Khớp với tim. Đó. Tim nhầm khi mệt. Ho mệt ổng nhầm ngày mệt, nhầm ngày mệt chứ. Tim đi khám hoài. Bị bệnh tim. Bị bệnh tim. À, chú đang bị bệnh tim. Chú thấy sức khỏe của mình như thế nào chú? Bữa nào uống thuốc vô thì khỏe không? À, giống như là uống thuốc huyết áp hả? À, uống thuốc mệt á, tim á, uống thuốc tim á. À, rồi gần đây mình có đi khám lại chưa? Có. Rồi bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ nói ông bệnh tim, không có khả năng cho ông nằm nhập viện đâu. Do gì à? Rồi bác sĩ phải kêu nhập viện. À, nhập viện. Tại vì mình có hộ nghèo mà bây giờ người ta có hộ nghèo mà không có tiền ăn. Có hộ nghèo mà không có tiền ăn là sao chị hả? Là cho ổng nhập viện mà bây giờ nó có kêu đi mua thuốc ở ngoài không à? Đi nhập viện hộ nghèo thiệt mà nó đi mua thuốc ở ngoài, cho mua thuốc ở ngoài á. Nếu mà mình nhập mình viện thì không có chi phí hả chị? Không có chi phí. Nếu mà chị phải thì chị phải đi lo đấy. Rồi không có thu nhập vô, rồi lại thì bỏ hai đứa bé ở nhà. À, bỏ hai đứa bé ở nhà không có ai giữ. Dạ. Cái hoàn cảnh sao mà khó khăn quá quý cô chú anh chị. Đẩy đưa sao mà chú lại gặp cái chứng bệnh bệnh tim nữa quý cô chú anh chị. Mà lại nghị lực để mà hàng ngày dẫn lặn lội đi lượm ve chai, nhặt từng cái chai quý cô chú anh chị. Thì tao đến đây cũng muốn ghi hình để gửi lại cho đến quý cô chú anh chị và toàn thể quý mạnh thường quân được xem, biết đến cái gia đình, hoàn cảnh của gia đình của chú có chiều cao khiêm tốn, nhỏ con đó quý cô chú anh chị, cũng như Hùng Cao đến cũng có quý bà con cô bác gần xóm chia sẻ về cái hoàn cảnh gia đình chú thật là khó khăn. Hùng Cao đến để mà ghi hình cũng như là Hùng Cao chia sẻ đăng tải lên cái video để cho quý cô chú anh chị biết và càng chia sẻ nhiều, gian rộng cái video của Hùng Cao để cho các quý mạnh thường quân được xem đến, biết gia đình của anh với chị đây cũng như là sự giúp đỡ nho nhỏ cho gia đình của anh chị được phần nào, cũng như cho anh có thể chữa trị được cái căn bệnh của anh, bệnh tim, để mà anh còn có thể đi lượm ve chai để nuôi hai đứa nhỏ. Chị thì có thể đi bán vé số bằng ấy nữa. Vô khó không chứ. Chị đi bán vé số sẽ không còn lo toan về cái chứng bệnh của anh nữa. Ôi chú anh chị. Giờ thì Hùng Cao mời quý chú anh chị hãy xem toàn cảnh ngôi nhà của anh với chị đây, có thể biết được ha. Đây thì cái nền á, thì nền còn xi măng của chú anh chị. Thì hai đứa bé đi chơi chỉ ngồi trên giường chơi, hai chị em khá là tội nghiệp quý chú anh chị. Tại bây giờ dách tôn nè quý chú anh chị, khá là nóng nực. Thì không có chia sẻ, anh với chị có chia sẻ thì không có cái toilet nữa quý chú anh chị. Nhà thì rất là bề bộn, không có toilet. Chị thì sáng sớm lại đi bán vé số rồi quý chú anh chị. Đây, cái gái lớn rồi mà còn không có toilet đó quý anh chị, chỉ được như thế thôi. Cũng khá là đáng thương cho bé gái đang càng ngày càng lớn lên ha quý anh chị ha. Đó thì Hùng Cao cũng như là đến đây nữa là hai lần, lần đầu tiên Hùng Cao ghi hình, cũng không có chưa mấy gì được gõ, thì hôm nay Hùng Cao đến quay để mà gõ cái hoàn cảnh gia đình của anh chị đây. Thì hiện tại bây giờ con cho chú hỏi nè, con có ước lớn lên con làm gì để nuôi ba mẹ không? Dạ có. Con ước lớn lên con làm gì? Con đứng ở đây đi. Con làm bác sĩ. Con ước lớn lên con làm bác sĩ hả? Dạ. Con thấy ba mẹ cực khổ không? Dạ thấy. Con có suy nghĩ là khi nào cho ba mẹ được hết cực không? Dạ có.
con thấy hiện tại bây giờ cuộc sống ba với mẹ và em con như thế nào? Dạ khó khăn. Khó khăn hả con? Được rồi, bây giờ con có mong ước điều gì không? Con ước như thế nào? Thì cho mẹ con bán hết đi số. Mẹ cho mẹ con bán hết số. Cái đó là con cầu cho mẹ con bán hết vé số thôi. Còn hiện tại bây giờ chú hỏi con á, là con có mong ước điều gì đến gia đình con không? Dạ có. Con mong ước điều gì đến gia đình con? Con mong ước mẹ lấy mẹ có tiền chữa bệnh cho cha hết bệnh. À, con mong ước mẹ có tiền chữa trị cho hết bệnh hả? Cho dạ. Cha hết bệnh hả? À, rồi con thấy ba với mẹ vậy con có thương ba mẹ không? Dạ có. À, rồi trong khi cuộc sống gia đình của ba mẹ con á, có ai lại giúp đỡ không? Dạ có. Ai giúp đỡ cho ba mẹ con? Có ai không? Có ai lại giúp đỡ ba mẹ con không? Có hiện nhưng con không có biết tên. Không biết tên à? Dạ. Giúp như thế nào? Giúp giúp cho chơi cho gạo với cho mắm muối hả? Dạ. À, thì ra là vậy ha. Chỉ cho gạo đường mắm muối ha. À, giống như giống như nhà nước ta cho, còn thôi bà con nói sớm giống như là phát gạo cho vậy đó hả con hả? Dạ. À, thì quý cô chú anh chị, hiện tại bây giờ gia đình anh với chị 4 người, thì cũng như là 2 người con và anh với chị đây, thì cũng như là cũng duyên nợ của anh với chị thì khá là tươi đẹp quý cô chú anh chị. À, cũng như anh tuy chiều cao khiêm tốn nhưng mà nhỏ con, nhưng mà anh đã có nghị lực để mà nuôi nắng hai đứa con đến ngày hôm nay đó, và biết yêu thương vợ và chăm lo cho con trong khi vợ đi thức sớm mà phải đi bán vé số, và anh thì thức sớm để mà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và nấu đồ ăn để cho hai đứa con dùng cơm buổi sáng. Sáng có ăn cơm không hả? Dạ. Không ăn sáng hả? Không. À, sáng sớm là cha nấu cho ăn hả? Dạ. À, rồi con có tiền mua bánh không? Hàng ngày con có tiền mua bánh không? Con không ăn bánh luôn? Dạ. À, sáng sớm con cũng không có đòi tiền mua cha mua bánh luôn hả? Không. À, vậy chút nữa chú cho tiền rồi con với em đi mua bánh ăn ha. Dạ. Dạ. Dạ thì quý cô chú anh chị, Hùng Cao đến đây cũng như là Hùng Cao cũng có được anh Mạnh Thường Quân cũng như là anh Ra Di Trương ở bên nước ngoài cũng như là gửi cho Hùng Cao một số tiền, giống như là Hùng Cao đi quay hoàn cảnh có nhờ Hùng Cao cho trao tặng cái hoàn cảnh đó, thì Hùng Cao được anh Ra Di Trương cũng như là gửi gắm cho Hùng Cao là gửi quay một cái hoàn cảnh là 1.000.000 đồng. Dạ thì quý cô chú anh chị, Hùng Cao cũng xin thay mặt anh Ra Di Trương ở bên Mỹ cũng như là gửi gắm cho Hùng Cao đi quay những cái hoàn cảnh thật sự là khó khăn để mà trao cái số tiền này đến cho gia đình. Thì Hùng Cao đến đây cũng như là được quý bà con lối xóm chia sẻ hoàn cảnh của gia đình anh với chị khá thật sự là khá khó khăn nghe quý cô chú anh chị. Chị thì bán lần lội bán vé số một ngày tầm khoảng 100 tờ, còn anh thì phải lặn lội đi lượm từng cái chai, nhặt từng cái chai để mà gom lại để bán, để mà lo cho hai đứa con anh đây. Thì bây giờ Hùng Cao cũng xin trao cái số tiền của anh Ra Đi Trương là 1.000.000 đồng đến cho gia đình ha. Dạ anh, chị gửi lời đến anh Ra Đi Trương. Cảm ơn anh Ra Đi Trương giúp cho gia đình. Cảm ơn Ra Đi Trương giúp cho gia đình người mà nghèo khó khăn. Dạ. Dạ, xin cảm ơn. À, chị đang bị bệnh gì mà không mua thuốc uống? Ho hoài, uống hoài không hết. Rồi nó... có đi khám bác sĩ không chị? Có. Bác sĩ nói sao? Nó không có bị gì đâu mà nó khăn tiếng hồi nhỏ tới lớn. À, khăn tiếng từ nhỏ tới lớn quá vậy. Dạ. Con gửi lời cảm ơn đến chú Ra Đi Trương đi. Dạ, con cảm ơn. Con cảm ơn chú Ra Đi Trương. Cho Di Sương giúp cho gia đình con nghèo khổ cực khổ. Con có lời chúc đến chú không?
Đó. Rồi con chúc cho chú đi. Chúc chú mạnh khỏe vui vẻ. Làm ăn phát tài ha. Làm ăn phát tài. Chú có về gần lời gì gửi không? Gửi lời thăm anh em mình giỏi. Chú cũng như là không có được lanh lợi như người ta quý chú anh chị. Chú đã chiều cao đã khiêm tốn rồi mà lại nhỏ con rồi, thêm một phần nữa là không biết chữ và không biết tính toán và cũng không biết xài tiền luôn quý chú anh chị. Chú cũng như là ai nói gì nghe đó, ai chỉ gì làm đó. Rồi sáng sớm thì chú phải đẩy cái xe nhỏ đó cút kích đi tầm khoảng mười mấy cây số để mà nhặt từng mấy cái chai về đó. Có khi nào con đi theo ba nhặt cái chai không? Theo cha nhặt cái chai không? Dạ không. Xa lắm không? Bạn lỗi mệt không? Con nhà trong em hả? Dạ. Thì thôi giờ Hồng Cẩm cũng tạm thời khép video ha. Cũng xin chúc quý cô chú anh chị một ngày mới thật vui vẻ, nhìn vui, nhiều sức khỏe ha. Nhớ đăng ký kênh của Hồng Cao và theo dõi Hồng Cao của quý anh chị.